Hello anh em của đêm, nếu nói rồi chúng ta mới gặp nhau và đây này các bạn cùng xem MOBA chơi Joker, một vị tướng bị lãng quên. Tuy ngày xưa là tướng đá quý, tướng để neo đánh thách đấu nhưng bây giờ trở lại và ăn hại hơn xưa. Đối mặt với anh Flo tinh hệ có người yêu, mình chỉ biết ôm hận mà farm quái rừng từ xa thôi. Không dám mát sát anh em ơi, bởi mới level 3, thậm chí phải dùng cái trừng trị để giữ lại được cái con khỉ đầu lá. Sau đó thì ra mít hít tí kinh nghiệm, chứ không ở lại rừng là bị Flo cân hết nha anh em nhé. Cần sự hỗ trợ của Tachi với Vao, không biết là có giữ lại con bồ đỏ hay không đây, khả năng là mất rồi anh em ơi. Ngon quá, may quá anh em vẫn giữ được và mình cúp level 4 rồi. Rừng tí mình mà cứ ngỡ đâu đây là rừng của bạn đúng không Flo? Và cái kết ý mình sẽ chăm sóc bạn đặc biệt nha. Mình đam to, mình áp sát sụp cũng ghê lắm, nhưng mà mình có chiêu cuối cơ. Có cái chiêu cuối là Flo là không có cửa với Joker đâu nha em ơi. Nếu mình không có chiêu cuối thì mình chẳng có cửa gì với Flo, thành ra phải đợi chiêu nha anh em nhé. Vị tướng cần phải có chiêu, mà hồi chiêu thì bây giờ rất là nhanh khi chúng ta sử dụng kiếm chi hồn, bởi kiếm chi hồn thích hợp với tướng đánh gần và Joker bây giờ là tướng đánh gần nha. Ôi đừng chọn bóng, tôi xong rồi. May quá anh em vẫn còn sống kìa. Hồi chiêu cuối rồi. Ôi. À, vào đây. Bạn ấy không vào anh em ơi, bật chiêu cuối lên mà bạn ấy không vào. May là Valentino mới level 3 nhá, trừ level 4 là mình đi vào đấy rồi. Thôi bỏ qua đi Veda ơi. Đánh ôm một tí nhá, team pick đã ảo rượu rồi thì đánh cũng đừng có ảo rượu, đừng pick quá nhiều nhá. Mình không đánh đâu. Joker bây giờ không phải Joker ngày xưa. Ngày xưa đánh thường 3 cái trụ bay màu rồi. Bây giờ có gì có bật chiêu một gì sát trụ thì đang nó cũng chỉ thế thôi. Bắn trụ thì đứng xa đứng gần để như nhau, nhưng mà đánh người, đánh lính hay farm thì chúng ta phải dí sát mông của địch mà đánh nha anh em nhé. Cái hay của Joker là như vậy. Nhưng mà đam khi mà chúng ta tấn công khoảng cách gần ý, hầu như là chúng ta tấn công một lượng đam to nhất. Còn cái lượng đam mà khi mà chúng ta tấn công khoảng cách xa thì nó sẽ bị ngăn cản bởi những mục tiêu phía trước, bởi chúng ta bắn tên anh em, bắn tên thì nếu tên bị chặn lại thì chắc chắn rồi, đam thì sau thì sẽ không bị gây sát thương. Thế là chơi Joker thì hạn chế là múa trụ nha, múa xung quanh trụ tiêm địch ý, anh em dí chi sát tấm địch ở trong trụ ý, tấm địch đứng sát trụ á, mình không dí sát người tấm địch được là mình không gây đam đâu, hết chú ý cái điểm này nha anh em ơi. Chuẩn bị ganh nha Veda ơi, có một pha thả tim là mình lượm luôn ấy, thả tim đi mà ơi, đây rồi có tim là có mạng cho mình đấy, yên tâm sự giống này mình lo được nha. Cái gì chứ đi rừng dùng những vị tướng mạnh như Joker, mặc dù kén người chơi, mặc dù ít anh em chơi nhưng mình luôn biết tỏa sáng với những vị tướng mạnh như Joker. Cái này chỉ cần áp sát được mục tiêu thôi là mình chơi game được, quan trọng nhất là áp sát mục tiêu anh em nhé. Nhưng mà nếu chúng ta lội sai, nếu chúng ta chạy thẳng mặt như thế thì rất là khó bắt tấm địch, nhiều khi là mình phải vòng ra sau và nhiều khi là mình phải lúc bụi combo thì mới bắt được tấm địch nhà mơi. Và nhớ sử dụng ngọc tốc chạy nhiều vô để các bạn có thể áp sát được mục tiêu nhé. Hút máu thì anh em dùng ít thôi, không cần dùng nhiều, hoặc thậm chí là anh em không sáng hút máu mà anh em lên thẳng cái quỷ kiếm luôn. Có vị tướng chơi quỷ kiếm hiệu quả nhất thời điểm hiện tại để anh em ơi chính là Joker. Ấy yếu rồi, bây giờ chuẩn bị lên bật chiêu cuối thì bạn khống chế mình kiểu gì, khắc chế mấy vị tướng khống chế diện rộng nhé anh em nhé. Rồi, double kill. Nhưng mà Joker sợ mấy con tướng sốc đam, đặc biệt sốc đam từ xa anh em ơi. Cái lượng đam mà đủ thì mình sẽ bay màu trước khi áp sát tướng địch. Thế là chơi Joker vẫn là quan trọng nhất là cái khả năng các bạn vào trao tranh anh em ơi, chứ không phải là dùng chiêu như nào. Mình như thế nào thì ai cũng biết dùng chiêu, chỉ cần ấn chiêu mà. Bật chiêu 1 lên bắn tốc chạy mà, chiêu 2 nữa thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, mỗi vị tướng đều có một cái cách chơi và một cái điểm mạnh, điểm yếu anh em ơi. Joker thì ngoài việc chúng ta phải áp sát mục tiêu thì chúng ta phải giữ được cái lượng sát bảo khi bật chiêu cuối. Bởi mất sát bảo chúng ta sẽ bị mất búp anh em ơi, mất miễn khống chế, mất tăng nam và mất cái độ cho bò. Còn có sát bảo thì chúng ta có thể giữ sát bảo bằng cách đó là gây đam trong lúc mình bật chiêu cuối. Trong lúc mình có sát bảo thì mình sẽ được hồi sát bảo để mình gây đam anh em nha. Nên chiêu cuối có thể giữ được rất là lâu nếu mà các bạn tấn công được mục tiêu. Thế thành ra thì tốc chạy rất là quan trọng với thâu cơ. Rồi mình sẽ qua đây để bắt Terry này, nhưng mà không có góc vô. Terry khả năng cao là về rồi anh em ơi. Thôi lụm con rồng cho đỡ móm nha. Tình hình trận đấu này là 7-7, hai team vẫn rất là đều nhau, nhưng mà mình 6-0-0 nên là mình phải gánh trận đấu này đấy anh em ơi. Bình thường thì team fit thì mình cũng rất là thích, bởi team fit thì mình có cơ hội được gánh team, và những trận đấu thì nó sẽ căng hơn, là mọi người sẽ thích xem hơn. Để anh em nhớ ủng hộ MOBA và mong là team fit một tí đầu game nha, nhưng fit nhiều quá là cũng chịu thua đấy anh em ơi. Team 5 người mà một cánh ém làm sao mà làm lên được cái mùa xuân được không mọi người ơi. Rồi Teddy sẽ di chuyển ngang qua đây để dọn lính đường đồng, và mình sẽ chỉ cần lao ra và ăn nặng Teddy thôi. Team thì cũng vẫn fit đều đều ở bộ đôi Veda và Kali. Vừa từ chung Teddy không tới đây mà đấy ở mid cùng với Yudu luôn. Thế mình vòng ra sau anh em nhé. Tập hợp này Veo thì về đi để mình bắt Teddy cho. Đây rồi anh em ơi, chạy hộ chỉ cần cái tên tái vào đầu là Teddy không chạy đâu. Teddy là thì tướng cực kỳ dễ bị bắt anh em ơi. À, móc mình à, này thì móc này ghi đụ hi, gặp miễn khống chế như cái giác ảo của mình mà team bạn chạy mất chép luôn anh em ơi. Cái cá lo hết chiêu rồi cũng không dám chơi, bởi vì áp sát mình khác gì là bị sốc đam chết, đam cực kỳ to anh em nhé. Nên là các bạn chơi cái combo đồ là cái kiếm chi hồn và cái thương xuyên phá anh em ơi. Anh em thiếu tốc đánh thì các bạn nhớ dùng cái giày du mục nhé, anh em sẽ có tốc đánh liền. Ok anh em ơi, có phức hợp kiếm rồi, thêm cái nhanh nữa để siêu sốc đam. Terry ấy không phát hiện ra thì là đi luôn, đánh ngây thơ dã man con ngam. Ở đây đang nghĩ ra phải ôm trụ, mà có khi ôm trụ vẫn bị bắt anh em ơi, bởi mình có cái tê tái rồi. Tới đây úi, không được, ở đấy mình nên bắn Yudu hợp lý hơn anh em ơi. Đuổi theo đâu cơ là tầm hơi xa. Đó, anh em thấy mà team bạn mà có khống chế diện rộng như Yudu, Dugrax, Mina, anh em chơi cái con đâu cơ này anh em ơi là các bạn sẽ được dễ chơi anh em ơi. Và mình có sợ khống chế mà, thì có sợ cái chuôi cuối của con Ban Doom thôi anh em ơi. Rồi, thì sau khi mình toàn sáng liên tục thì team lại có thế trận đánh rất là dễ anh em ơi. Chỉ cho thật tốc đi rừng với đường bạn nghĩa là team bạn muốn mình truyền kinh nghiệm đi rừng cho bạn Enzo bên kia khó nhở. Thế anh em phải xem clip của MOBA rồi, còn nếu không xem clip của MOBA thì không biết đi rừng Enzo đâu. Mà Enzo móc mình thì đừng có móc nha, mình có chiêu cuối thì đừng có móc, hết chiêu cuối đừng móc này. Đấy chỉ ai vậy, chơi luôn anh em gì đấy. Này cân tim, ôi mình hết chiều rồi. Đây gặp anh Floyd game múa cho to đầu anh em, đứng là Floyd có người yêu khác, không thể đùa đâu. Kinh công đi, ok bạn ơi, kinh công thì đâu còn nữa đâu, bây giờ còn gọi là tà thần chứ sao bạn ơi. Chắc là một bạn chơi liên quân cũng lâu lắm rồi thì mới gọi là kinh công nha anh em nhé. Mà nói đến kinh công lại tự nhiên hoài niệm mình ngày xưa chơi Liên Quân Mobile, cái con khỉ đột anh em ơi. Và kinh công ngày xưa đúng là kiểu kinh công. Đây này, mình cân đôi này anh em, mình cân đôi nha. Mình cân 2. Chạy đi đâu ít chừng chị hụt tối. Nhưng mà Idol AD này bị HP bỏ rơi. Nhìn thấy mình như kiểu gặp cướp anh em. Chạy thôi mà chạy không có đường. Thôi có khi em nghe trận đấu anh em nhở, chứ bây giờ mình bá lắm rồi đấy, mình có lanh rồi anh em. Bây giờ mình áp sát, mình bật cho một đánh tường cái chắc là AD lên bảng số này. Múa này, múa này, múa lửa với cả múa kiếm anh em ơi. Rồi 11 phút 17 mạng với vị tướng rất là mạnh đó là Đâu Cơ, nhưng mà nhiều anh em không biết đâu nha. Nên các bạn xem clip này thì các bạn nhớ thử chơi Đâu Cơ đi, các bạn sẽ biết sức mạnh của Đâu Cơ. mà bị tướng bị lãng quên, bị bỏ rơi. Ngày xưa là tướng cực kỳ khỏe, bây giờ vẫn khỏe nhưng mà kiểu bất khỏe rồi thì anh em không chơi mấy đâu. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.